liên quan tới vụ án nâng khống giá cây xanh, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung cùng 14 bị can khác, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố ông Trung về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Được biết trong quá trình điều tra, nhiều bị can trong vụ án đã khai nhận việc Ủy ban nhân dân Hà Nội đặt hàng công ty Sinh thái xanh trái quy định là thực hiện theo chỉ đạo của cựu chủ tịch Nguyễn Đức Trung. Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung đã bị phạt 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước vào năm 2020. Sau đó, năm 2021, kiều chủ tịch lại khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxi 3C. Tiếp đó, ông Trung bị điều tra thêm vụ thổi giá cây xanh. Trong kết luận điều tra bổ sung về những sai phạm của cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung và 14 bị can khác liên quan tới vụ án nâng khống giá cây xanh Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố ông Trung về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đầu tháng 4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số nội dung, trong đó có đề nghị làm rõ hành vi của ông Trung khi chỉ đạo ông Lê Văn Dục, giám đốc Sở Xây dựng và cấp dưới đặt hàng công ty Sinh thái xanh trồng cây. Trường hợp bị can không thừa nhận thì đối chất để củng cố chứng cứ theo đúng quy định. Ông Trung khai, đầu năm 2017, bị can chỉ đạo ông Dục kiểm tra tình trạng cây xanh trồng tại nút giao quốc lộ 21A bị héo. Dịp đó, ông Trung gặp Bùi Văn Mận, giám đốc công ty sinh thái xanh. Theo lời khai, ông Trung không nhớ ai đã gọi ông Mận đến. Khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Trung mới biết Bùi Văn Mận là giám đốc công ty sinh thái xanh. Kết luận điều tra nêu, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung khai không chỉ đạo ông Dục và nhân viên đặt hàng công ty sinh thái xanh xây dựng vườn ươm. Bị can cũng không chỉ đạo miệng đối với ông Dục về việc làm tờ trình thay đổi phương thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang đặt hàng cho công ty sinh thái xanh. Còn ông Lê Văn Dục cho rằng, tháng 9 năm 2016, bên hành lang cuộc họp ở Ủy ban Nhân dân Hà Nội, ông Trung đã chỉ đạo ông Dục cho thằng Mận vào, chỉ hơn 3 tỷ thôi. Ông Dục nói, không có đơn vị nào xin tài trợ xây dựng vườn ươm, trồng cây như cựu chủ tịch thành phố khai. Ông Nguyễn Doãn Toàn cũng khai, chủ trương đặt hàng công ty sinh thái xanh đã được ông quyết định chỉ đạo. Từ đó, các đơn vị phải thực hiện và sử dụng nguồn vốn ngân sách của nhà nước để thanh toán cho sinh thái xanh. Khi điều tra, cơ quan tố tụng tiến hành đối chất giữa các bị can Nguyễn Đức Trung, Bùi Văn Mận và ông Lê Văn Dục. Kết quả đối chất cho thấy, hai bị can này và ông giữ nguyên lời khai. Cơ quan điều tra xác định, ông Trung đã chỉ đạo áp đặt buộc ông Dục phải giao các lãnh đạo cán bộ liên quan thuộc Sở Xây dựng đặt hàng công ty sinh thái xanh. Công ty này thành lập vào tháng 6 năm 2016, không đủ năng lực để đấu thầu hoặc đặt hàng và Bùi Văn Mận có mối quan hệ thân thiết với ông Nguyễn Đức Trung. Từ một người lãnh đạo được nhà nước tin cậy, giao phó trách nhiệm, được người dân tin yêu, thế nhưng chỉ vì chút lợi nhuận trước mắt mà lại làm ra hành vi trái với pháp luật và lương tâm là một cán bộ có tài tuy nhiên ông trung lại quên mất muốn hoàn thiện thì cần phải có cả đạo đức thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật mời quý vị cùng theo dõi và đón xem